đây là công cụ AI giúp cho anh chị tạo biểu đồ cực kỳ chuyên nghiệp anh chị nâng tầm biểu đồ của anh chị lên một tầm cao mới ha khi đi làm thì anh chị cần trình bày biểu đồ rất là nhiều ha có thể là chúng ta làm báo cáo về doanh số là báo cáo chi phí báo cáo quý báo cáo năm báo cáo tháng anh chị rất là nhiều ha và những cái báo cáo đó đó thì cái phần biểu đồ là cái phần mà không thể nào thiếu được bởi vì biểu đồ là cái phần trực quan nhất anh chị nhìn vào đó anh chị có thể so sánh được anh chị có thể đối chiếu được anh chị có thể làm rất là nhiều thứ chỉ từ cái biểu đồ đó thôi anh chị Thông thường khi chúng ta làm biểu đồ, á, chúng ta sẽ đưa những cái con số dữ liệu đó vào trong một cái bảng Excel. Sau đó chúng ta sẽ chọn tạo ra biểu đồ từ trong Excel đúng không anh chị? Nhưng mà ở trong Excel á, thì nó tạo ra biểu đồ nhìn rất là chán ha. và biểu đồ đó có thể là nó không có tùy chỉnh nhiều. Ví dụ như anh chị cần thêm những cái logo, những cái icon là cho thấy là cái chỗ đó ở cái tháng đó nó phát triển một cách nhanh chóng, một cách vượt trội thì chúng ta sẽ có highlight cái phần đó lên hoặc là chúng ta tạo những cái biểu đồ nhìn nó rất là bắt mắt hơn chị thì ở trong Excel á, nó khá là bị hạn chế ở vấn đề đó thì trong video hôm nay á, Tuấn sẽ hướng dẫn anh chị một công cụ AI để chúng ta có thể làm biểu đồ cực kỳ đẹp anh chị nâng tầm biểu đồ chúng ta lên một tầm cao mới anh chị cùng theo dõi để biết cách làm nhé nếu đây lần đầu tiên anh chị đến với channel của mình á, thì mình xin giới thiệu mình là Tuấn từ channel nghề công sở và channel của mình á, thì chuyên chia sẻ các kiến thức về AI cũng như là áp dụng vào thực tế công việc cuộc sống anh chị anh chị có thể xem rất là nhiều video trên channel mình ha nếu như anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like một subscribe nhé. Rất cảm ơn anh chị và chúng ta sẽ vào video AI giúp chúng ta làm biểu đồ một cách nhanh chóng ha. Công cụ AI này có tên là Raffi.app anh chị và đường link mình sẽ để dưới phần mô tả để anh chị dễ tìm ha. Khi mà anh chị vào đây anh chị sẽ thấy kéo xuống dưới chúng ta sẽ có một số cái dạng hình ảnh nè. Ví dụ như đây Raffi đã tạo cho chúng ta một số biểu đồ chẳng hạn anh chị sẽ thấy là ở đây chúng ta có thể highlight lên ở những cái điểm nào mà chúng ta cần highlight lên chúng ta cần làm nổi bật ở trong cái biểu đồ đó thì chúng ta hoàn toàn có thể làm được anh chị hoặc là chúng ta có thể so sánh giữa những biểu đồ này và biểu đồ khác nó tăng bao nhiêu phần trăm tăng bao nhiêu lần chẳng hạn chúng ta hoàn toàn có thể làm ở trong graphy này anh chị nếu như chúng ta làm trong excel thì những cái bước này nó cũng khá là tốn thời nhiều thời gian và nó cũng khá là thủ công anh chị khi mà anh chị xem ở trong cái phần này nó so sánh giữa excel và ở trong graphy anh chị thì chúng ta nhìn vào đây á trong Graphy nó rất là trực quan ha và những phần nào mà chúng ta cần xem nó mới hiển thị lên thôi và những phần nào khác thì chúng ta không cần thiết anh chị để sử dụng á, thì cũng hết sức đơn giản chúng ta chỉ cần login một tài khoản thôi anh chị sẽ nhấp vào đây nè sign up for free ha rồi sau đó chúng ta đăng nhập một tài khoản Google lên thôi khi mà chúng ta đăng nhập tài khoản Google thì ở đây anh chị sẽ thấy á nó đưa ra chúng ta một mẫu như thế này chúng ta có thể xem được ở trong đây nó có thể làm được cái gì ha Đầu tiên á, chúng ta sẽ thêm ở một bên trái nè, khi mà anh chị bấm vào new á thì chúng ta có thể upload lên đây một cái file excel hoặc là một file csv hoặc là một cái sheet Google sheet ha, chúng ta đưa cái đường link vào đây, nó sẽ tạo biểu đồ cho chúng ta ha anh chị. Ở đây chúng ta có thể chọn ra rất là nhiều cái dạng biểu đồ anh chị. Ví dụ như dạng biểu đồ hình cột này, biểu đồ bar này, biểu đồ hình line chẳng hạn, hoặc là kết hợp nhiều cái dạng công cụ hoặc là biểu đồ hình tròn anh chị. Có rất là nhiều cái dạng biểu đồ khác nhau mà chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng ha. Ví dụ như cái dạng truyền thống nhất là chúng ta thường sử dụng cái biểu đồ hình cột và biểu đồ hình tròn đúng không? Giả sử bây giờ mình sẽ chọn ở đây một cái dạng biểu đồ hình cột và mình sẽ đưa lên một cái file Excel của mình, mình sẽ bấm vào New nè, mình chọn một cái file Excel này. Ở đây chúng ta chỉ cần đơn giản kéo file Excel chúng ta vào đây thôi ha. Trong file Excel của mình đó, đó là cái bảng rất là đơn giản thôi giữa doanh thu và chi phí trong các quý ở năm 2024 đó anh chị cái phần mà màu tím anh chị đang thấy đó là phần về doanh số còn phần màu hồng là cái phần về chi phí anh chị khi mà chúng ta đưa vào đây rồi á như thế này thì nó cơ bản nó cũng giống Excel thôi nó không có khác gì hết tuy nhiên chúng ta có thể điều chỉnh rất là nhiều thứ ha ví dụ như thứ nhất anh chị có thể điều chỉnh cái con số này ngay trực tiếp trong đây và cái biểu đồ này nó sẽ tự động nó chạy theo thứ hai là chúng ta có thể trình bày cái biểu đồ này theo một cách rất là đẹp đó anh chị bằng cách là khi mà anh chị rê vào từng cái cột như thế này á nó sẽ có hiện dấu cộng như thế này chẳng hạn. Ở trong đây ví dụ như anh chị thấy quý 1, quý 2, quý 3, quý 4, ở trong đây quý 3 đang tăng rất là vượt trội đúng không? Chúng ta muốn thể hiện một cái gì đó để cho người ta thấy là chỗ này nó đang tăng vượt trội đúng không? Thì anh chị có thể bấm vào dấu cộng ngay cái chỗ mà danh số quý 3 nè. Chúng ta nhấp vào đây á thì nó sẽ có hiển thị ra một số cái ví dụ như phần mà chúng ta có thể ghi chú nè, hoặc là thêm cái sticker, hoặc là highlight cái cột này lên. Hoặc là chúng ta có thể đưa cái số, cái pin, cái number lên đưa cái số của cái biểu đồ này lên trên ha ví dụ như đây mình sẽ thêm một cái dạng như là sticker đi mình sẽ thêm một cái sticker vào đây đấy anh chị có thể thêm cái sticker là cái hình quả tiễn đi cơ bản á, nó giống như là khi mình chị làm này á, thì nó sẽ hiển thị lên đây và anh chị sẽ thêm một cái hình ảnh ở đây nó giúp cho nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy là cái cột này là cái cột nó đang tăng rất là vượt trội ha hoặc là anh chị cũng có thể highlight cột này lên bằng cách là chấm ba nhấp vào dấu cộng ở trên đây chúng ta chọn vào highlight ha thì chúng ta có thể highlight theo cái dạng nào chúng ta có thể highlight theo dạng series tức là những cái cột nào thuộc dạng về danh số thì nó đều highlight lên hết hoặc là chúng ta có thể highlight cái group tức là ở trong quý 3 nè về doanh số và chi phí đang vượt trội lên ha chúng ta có thể highlight cái phần group này lên đấy anh chị sẽ thấy ha hoặc là chúng ta có thể đơn giản là chỉ chúng ta chỉ cần highlight cái cột này lên thôi đấy anh chị sẽ thấy ha thì khi mà nhìn vào đây á khi mà anh chị làm một cái biểu đồ á những cái phần nào mà anh chị cần thể hiện ra nó vượt trội hoặc là nó bị giảm đột ngột hoặc là nó tăng đột ngột nó là những cái cột mốc khá là cần thiết mà chúng ta phải nói ở trong đây để cho người xem họ nhìn thấy thì anh chị có thể sử dụng graphic này anh chị rất là nhanh chóng chúng ta có thể làm được những cái biểu đồ dạng như thế này ha ngoài ra cũng giống như lúc nãy mà mình nói tức là khi mà chúng ta làm thì chúng ta có thể so sánh giữa cột này và cột kia ở quý này quý kia nó tăng và nó giảm như thế nào ha ví dụ như mình so sánh giữa quý 2 lên quý 3 đi nó tăng bao nhiêu phần trăm thì mình có thể nhấp vào cái cột quý 2 nè anh chị sẽ thấy ha ở đây chúng ta sẽ có một cái dòng gọi là difference arrow anh chị nhấp vào đây thì chúng ta sẽ có thể đưa ra về cái cột thứ nhất cột thứ hai hoặc là bất kỳ cái cột nào ha chúng ta chỉ cần kéo vào đây và nó sẽ tự động nó tính toán cái số liệu như thế nào anh chị nó tăng bao nhiêu phần trăm nó giảm bao nhiêu phần trăm ha ví dụ như thế này đấy anh chị sẽ thấy ha. ví dụ như đây nó tăng là 57,14% phần trăm nè không thôi thì chúng ta kéo vào đây thì anh chị sẽ thấy à, nó giảm là trăm anh chị chúng ta không cần phải tính toán trong Excel và chúng ta làm đấy ha khi mà đưa vào đây á, anh chị cũng có thể so sánh theo cái dạng là theo số tuyệt đối này hoặc là theo phần trăm hoặc là theo cái hệ số anh chị ví dụ tăng giảm bao nhiêu lần hoặc là như thế nào đấy hoàn toàn chúng ta có thể làm và chúng ta cũng có thể điều chỉnh cái màu sắc như thế nào anh chị đấy rất là trực quan ha trong đây thì mọi thứ rất là trực quan chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng rất là dễ dàng thôi ha khi mà làm biểu đồ trong đây chúng ta cũng có thể đưa một cái dòng để chúng ta có thể target đó là chỉ tiêu hết anh chị? KPI á, ví dụ như trong tháng đó hoặc là trong quý đó chúng ta đặt cái chỉ tiêu đó là 100 tỷ, 200 tỷ gì đi Thì nó sẽ có một cái dòng nằm ngang Và khi mà chúng ta xem vào biểu đồ á, ví dụ như những cái tháng nào mà doanh số vượt trội lên á, thì nó sẽ nằm ở trên cái dòng đó Và chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy được ha Ví dụ ở đây á, mình sẽ đặt một cái mục tiêu Anh chị nhấp vào Go nè chúng ta đặt ở mục tiêu ở đây ví dụ như mình đặt là KPI nè và mình đặt cái số ở đây á, là khoảng 2000 đi anh chị sẽ thấy ha thì nó sẽ tạo ra chúng ta một cái đường line mờ mờ ở đây là cái số 2000 ha khi mà chúng ta nhìn vào đây á, anh chị sẽ thấy là quý 1 quý 2 và quý 4 á, đang bị ở dưới cái mục tiêu ở dưới KPI ha chưa đạt được KPI ha chỉ có quý 3 là đạt được KPI thôi anh chị chúng ta sẽ thấy ha khi chúng ta làm ở đây rất là dễ dàng để mình trình bày những cái thần này hết anh chị khi mà chúng ta làm xong hết rồi chúng ta đã trình bày hết rồi thì chúng ta có thể sử dụng hình ảnh này, sử dụng biểu đồ này như thế nào? Rất đơn giản thôi anh chị. Ở đây chúng ta có thể copy cái hình ảnh này về bằng cách là chúng ta nhấp vào copy image này anh chị thì nó sẽ copy cái này về bộ nhớ tạm chúng ta ha. Và chúng ta chỉ cần paste vào cái bài thuyết trình chúng ta thì nguyên cái hình ảnh này nó sẽ đưa ra cho anh chị. Hoặc là anh chị có thể export ra thành một cái file, ví dụ như đây, anh chị có thể bấm vào export này ha chúng ta có thể chọn cái tỷ lệ ví dụ như tỷ lệ ngang này tỷ lệ dọc này hình hình vuông chẳng hạn thì tự động nó sẽ co giãn theo cái biểu đồ đó theo như cái tỷ lệ chúng ta mong muốn ha rất là đẹp anh chị sau đó thì chúng ta chỉ cần bấm nút download và chúng ta có thể download về rất là dễ dàng ha đương nhiên là khi chúng ta sử dụng cái bản miễn phí á chúng ta download về thì nó sẽ có cái logo của cái rafi ở trong khi mà chúng ta muốn không có logo này và chúng ta sử dụng nhiều tính năng hơn cũng như là chúng ta có thể tạo được nhiều biểu đồ hơn thì anh chị có thể nâng cấp lên ha chúng ta bấm vào upgrade now để chúng ta xem thử mức giá như thế nào ha một cái tài khoản free đây thì anh chị có thể tạo được khoảng 3 cái biểu đồ ha còn cái tài khoản plus nếu như theo tháng thì khoảng 14 đô một tháng anh chị và chúng ta có thể tạo gần như là anh lý luôn không có giới hạn luôn còn nếu như theo năm thì là khoảng 12 đô một tháng ha đấy khi mà chúng ta sử dụng chúng ta hoàn toàn có thể nâng cấp lên để chúng ta làm anh chị nếu như anh chị nào mà làm biểu đồ cực kỳ nhiều chúng ta cần trình bày những biểu đồ nó đẹp mắt nó bắt mắt và nó thể hiện được những cái sự mà so sánh giữa cột này cột kia cũng như là những cái tính năng khác giống như hồi nãy mình demo á anh chị hoàn toàn có thể nâng cấp lên ha 12 đô một tháng thì nó cũng không phải là quá nhiều hết chị ví dụ như bây giờ mình sẽ chọn một cái dạng biểu đồ khác đó là một cái biểu đồ hỗn hợp anh chị tức là gồm cả cột và gồm cả cái đường line like, anh chị thì khi mà anh chị vào đây anh chị sẽ thấy ha nó tạo ra cho chúng ta một cái biểu đồ rất là đẹp như thế này ha và chúng ta hoàn toàn có thể tận dụng những tính năng mới ví dụ như so sánh này chúng ta có thể kéo vào đây chúng ta so sánh ở những cái điểm nào anh chị thì tự động nó sẽ so sánh cho chúng ta ha rất đơn giản và rất là nhanh chóng ha những cái cột nào mà thời điểm nào mà là những cái thời điểm mà nổi bật thì chúng ta hoàn toàn có thể ép những icon lên đây đấy hoặc là chúng ta có thể logo lên đây anh chị đấy những cái phần kiểu như thế này đấy những cái tháng này là những cái tháng khá là thấp điểm đây thì chúng ta có thể ép những cái logo kiểu như thế này anh chị hoặc là chúng ta có thể highlight những cái dạng biểu đồ như thế nào mọi thứ nó trực quan hết chị khi mà chúng ta sử dụng xong thì chúng ta hoàn toàn có thể copy hình ảnh hoặc là download về hoặc là upgrade lên anh chị ok anh chị đó là graphy app và là một công cụ tạo biểu đồ rất là đẹp mắt anh chị chúng ta có thể tạo ra những biểu đồ rất là nhanh chóng cũng như là tận dụng các tính năng ở trong graphy app này mà trong excel chúng ta vẫn có thể làm được tuy nhiên sẽ mất rất là nhiều thời gian ha ví dụ như là so sánh giữa các cột và hiển thị ở trên cái biểu đồ luôn cũng như là thêm những cái phần mà target chúng ta có thể chọn vào để mà chúng ta biết được tháng nào chúng ta vượt kpi hoặc là tháng nào chúng ta nằm ở dưới kpi hoặc là chúng ta có thể highlight ở phần nào đó lên hết chị rất là dễ dàng và rất là nhanh chóng khi mà chúng ta sử dụng biểu đồ để mà chúng ta trình chiếu và chúng ta có thể báo cáo những cái phần về kết quả hoạt động kinh doanh hết chị Hy vọng là video này sẽ hữu ích cho anh chị ha. Nếu như anh chị thấy video này hay anh chị cho mình một like một subscribe nhé. Và hiện tại Tuấn cũng có một khóa e-learning về AI để anh chị có thể học các kiến thức về AI chúng ta áp dụng vào thực tế cuộc sống anh chị. Anh chị có thể làm ra những video chất lượng thương mại như thế này. Chúng ta có thể dùng cho các hoạt động marketing của doanh nghiệp chúng ta anh chị. Với chi phí rất là tốt để chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng 100% AI chúng ta tạo ra những hình ảnh như thế này. Từ những sản phẩm thực tế của chúng ta luôn anh chị hiện tại tổng thời lượng khóa học của mình đã gần 24 tiếng đồng hồ đó anh chị và sắp đến mình cũng sẽ update thêm rất là nhiều cái case study mới cho các anh chị học viên áp dụng thực tế hơn nữa anh chị cũng như là sự hỗ trợ của mình khi mà anh chị đồng hành cùng với Tuấn trong công cuộc chinh phục AI anh chị anh chị có thể đăng ký một tài khoản học thử ở đường link dưới phần mô tả nhé và chúng ta có thể nâng cấp lên tài khoản VIP tài khoản VIP chúng ta có thể xem được tất cả video hiện tại cũng như là những video sắp đến mình sẽ update cũng như là sự hỗ trợ từ Tuấn khi mà anh chị học viên có những thắc mắc khi mà chúng ta học và chúng ta áp dụng AI hả anh chị? Rất là hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau trong khóa e-learning from zero to hero này và chúng ta cũng sẽ gặp lại trong các video lần tới trên channel nghề Công Sở. Bye bye anh chị.